quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc cho quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Sáng nay mình lại ra vườn quý vị, sau mấy hôm trời mưa gió y xèo bão bùng luôn á quý vị, thunderstorm á, cây cối của mình nữa là mấy ngày mình không có ra được vườn luôn. Hôm nay trời tương đối là quang mây tạnh rồi nên mình ra vườn để xem coi là mấy hôm nay cây cối của mình nó như thế nào. Bên đây mình cũng chia sẻ với quý vị luôn ha, coi cái cây của mình mấy hôm nay nó có khá hơn không. Cây hoa nhài Việt Nam của mình là quý vị, jasmine đó, nó ra hoa được hai, thơm quá trời thơm luôn. Năm nay nhờ khí hậu tốt á, mưa gió nó có vẻ là điều hòa và nhiệt độ khá là ấm nên là cái cây jasmine này của mình nó ra được hoa được hai. Thường thường là nó ra có một đợt thôi quý vị, năm nay là đặc biệt nhờ mưa gió thuận hòa nên nó ra được tới đợt hai luôn. Mình đứng đây nó thơm quá chừng luôn. Cái loại cây này anh mình hồi trước mình cứ nghĩ là ở xứ mình đó, là xứ lạnh đó mà không trồng được, nhưng mà thực ra là mình thấy bây giờ mình trồng mấy năm rồi quý vị, mình cũng thấy là nó có thể sống được nếu mà mùa đông á mình bảo vệ nó bằng cách là mình đem vào trong nhà đó thì nó vẫn có sống được. Cái mùa hè thì mình lại đem nó ra thì nó hơi cực cái chỗ đó một chút xíu, nhưng mà nếu mà quý vị mà nhà mà có chỗ đó thì mình có thể đem vô hoặc là ở basement hoặc là mình bỏ vô garage cũng được đó quý vị. Nó có chỗ nó che khỏi bị gió, khỏi bị tuyết này nọ và nó vẫn cứ sống. Cái cây này mình có và cũng chục năm rồi đó, mà năm nào nó cũng ra hoa cả, rất là thơm, nó thơm ngát cả cái khu vườn luôn đó quý vị. Nó ra như vậy là tới bữa nay là cũng được mấy tuần rồi đó, nó cứ hết đợt này tới đợt nọ. Hoa nhái quý vị ơi, hoa nhái màu trắng. Hôm nọ mình có quay quý vị xem là hoa nhái màu hồng với màu đỏ ha. Bữa nay mình có một cái cây màu trắng nè. Hôm nay gió hơi nhiều nha quý vị. Quý vị nghe các thứ nó ù ù trong máy. Và cũng như quý vị biết ở cái xứ lạnh của mình bây giờ buổi tối nó bắt đầu nó xuống còn nó khoảng 60 độ F rồi, nên là cây cối nó bắt đầu nó cũng phát triển chậm dần rồi quý vị. Ở đây thưa quý vị, đây là hoa thạch thảo nè quý vị, aster đó quý vị, để ý nó bắt đầu nó ra nụ rồi nè, tức là nó bắt đầu là để chuẩn bị cho hoa của mùa thu đó quý vị. Aster là một cái loại hoa ra vào mùa thu rất là đẹp, có người gọi hoa này là hoa thạch thảo. Nó có rất là nhiều màu quý vị, nó từ màu trắng, màu hồng tới màu tím, màu đỏ. Ở nhà mình thì mình trồng màu tím, quý vị thấy nó bắt đầu nó ra nụ rồi đó, đây nè, nó ra nụ rồi nè đó, nó bắt đầu nó chuẩn bị cho mùa thu rồi đó quý vị. Ở mình, khu mình bắt đầu nó lạnh rồi. Còn đây quý vị thấy những cái gốc cây peony, tức là hoa mẫu đơn của mình đó, bắt đầu nó lạnh là cái lá nó bị cháy đen đen quý vị. Cái này thì lát nữa là mình sẽ cắt tận gốc luôn, rồi mình ủ cái gốc cho nó để nó chuẩn bị cho mùa đông. Bây giờ là bắt đầu của mùa của aster rồi đó. Đây, aster nó mọc chen lẫn với lại peony của mình nè. Lạnh rồi quý vị ơi, khu mình là miền Bắc Mỹ mà, giờ này là nhiệt độ bên ban ngày cao nhất là bắt đầu có 70 mấy, cao nhất là 80 độ F thôi. Như hôm nay á, cao nhất chỉ có 70 mấy độ F, mà buổi tối thì xuống còn có 60. Thành ra là cây cối nó bắt đầu nó lạnh rồi quý vị. Quý vị thấy một cái mùa hè ở bên cái xứ lạnh của mình nó ngắn lắm, chỉ có được khoảng 3 tháng à, nên là trồng cây rất là khó. Duy chỉ có cái hoa vạn thọ này quý vị, là bây giờ là cái mùa của nó nở rất là tốt. Cứ buổi tối nó hơi lạnh lạnh đó thì là nó ra hoa rất là nhiều luôn. Mình thì mình vẫn rảnh thì mình cũng ra mình xiên, mình lặt mấy cái hoa héo này cho nó mình dục thì nó sẽ ra rất là nhiều. Cái đây là chỉ có một cái khóm nhỏ ngay chỗ
cái lối ra vô của mình thôi. Dọc theo cái ruộng mà trồng trồng cây ăn quả của mình đó, mình cũng trồng cái này và nó lên rất là đẹp. Để chút xíu nữa mình quay quý vị xem. Còn cái này là mình chỉ trồng ở cái lối nhỏ nhỏ. Quý vị thấy nó mọc lẫn cái hẹ. Nhà mình năm nay hẹ nó lên nhiều lắm. Mình ăn không xuể, mình phải cắt mình dục đó quý vị. Lên nhiều quá. Tuần vừa rồi mình hái nguyên một cái bó to thật to để tặng cho bạn bè. Đây là một cái đám bạn thọ khác nè quý vị. Bây giờ thì mình chưa có lấy hạt đâu, nên mình những cái hoa héo thì mình bẻ mình dục quý vị, dục để nó nuôi hoa mới đó. Đó quý vị thấy nó có những cái con hoa tàn đó, mình bứt mình dục hết. Ở cái xứ lạnh này nó được cái ưu điểm là hoa nó ra rất là tốt, nhưng mà tại vì cái mùa đó nó hơi ngắn, thành ra là nó cũng mau tàn lắm. Mà mình thì người xứ nóng, mình thích trồng những cái cây của vùng nhiệt đới. Mà những cái cây của vùng nhiệt đới thì ở xứ này thì nó ngắn lắm quý vị. Chỉ tới tháng 9 là nó lạnh là cây cối nó chết hết trơn rồi. Nên mình chỉ ăn được chừng khoảng từ hồi tháng 6 bắt đầu mình trồng ra ha. Là tới tháng 9 là bắt đầu lạnh là nó héo rồi. Đó, mình xem là cái đám bạn thọ của mình. Hay có con bọ nó bò trên cái hoa này quý vị. Đây là cúc công chúa nè quý vị. Cúc công chúa thì nó cũng vẫn còn lai rai như vậy đây. Đó. Nó vẫn cứ nở lai rai vậy đó. Sang năm chắc mình sẽ gây nhiều có loại cúc công chúa này, tại vì hoa nó ra khá là bền và nó suốt mùa hè luôn á. Nên là mình sẽ gây cái loại này nhiều ra nhìn cho nó đẹp. Rau má của mình sau mấy hôm trời mưa tốt quá trời luôn quý vị ơi. Nên là cái này là lát nữa mình sẽ hái. Quý vị thấy hoa nháy nó ngã nghiêng lên cái chỗ rau má của mình. Cái này là lát nữa là mình sẽ cắt thôi. Năm nay cái hoa mắt huyền của mình nó lên đặc biệt đẹp luôn quý vị. Quá rực rỡ luôn. Đây là cái đám hoa nháy mà mình gieo hạt ở cái bờ rào của mình quý vị. Cái cây này nó là hoàn toàn là không có được chăm bón gì luôn á. Và quý vị xem mấy hôm nay nhờ trời mưa nước tốt á, nên là cây nó lên tốt quá trời. Cái này là mình sẽ được coi hoa. Còn đây là ngò của mình nè quý vị. Ngò rí đó, cilantro đó. Bây giờ nó bắt đầu ra hoa rồi. Cái đám này là mình để mình lấy hạt cho sang năm. Năm nào cũng vậy quý vị. Mình trồng để ăn và rồi mình để lại một bớ để mình lấy hạt cho sang năm. Là cứ như vậy là mình cứ xoay tua là mình lúc nào mình cũng có hạt để trồng. Trời quý vị thấy hôm nay nó hơi gió ha. Mặc dù là có nắng nhưng mà nó gió rồi đó. Còn đây quay cho quý vị thấy được, quý vị thấy cái dàn màu của mình nè. Trời bắt đầu lạnh rồi quý vị. Và dàn màu nó bắt đầu rụi rồi đây. Quý vị thấy những cái lá ở trên này nè, nó bắt đầu gió nó lạnh á, cái lá nó bắt đầu nó bị vàng, vàng úa hết. Chỉ còn một chút ở trên cao thôi. Quay để chia sẻ cho quý vị thấy ở cái khu vực của mình á, trồng những cái cây nhiệt đới này á, nó vất vả như thế nào. Tại vì cái thời tiết nó rất là ngắn.
nó chỉ khoảng được có 3 tháng thôi. Mà đó là mình đã mình trồng sẵn cây ở trong nhà rồi, nó lên được một khúc rồi. Đến khoảng tháng 6 mình mới bỏ ra. Mà bây giờ quý vị thấy mới tới khoảng là cuối tháng 8 ha, mà nó đã lạnh, nó chết. Đó, quý vị thấy cái dàn màu nó rụi. Nhưng mà cũng tùy cây á quý vị. Cái bầu thì nó rụi, nhưng mà cái khổ qua thì có vẻ là nó chịu lạnh được hơn, nên là khổ qua nó vẫn còn rất là tốt. Thật ra nó cũng tùy cây. Đây quý vị xem, cái khổ qua của mình là, đây là da bầu ha. Bầu là nó héo 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 gì hết trơn, nhưng mà khổ qua thì nó vẫn còn. Quý vị thông cảm, như hàng xóm là bắt đầu họ tỉa cỏ đó, nó hơi ồn chút ha. Đó quý vị thấy không, bầu của mình có quả bầu sao nè. Đó, chắc hôm nay mình cũng tắt rồi, tại mình thấy nó hơi dài quá rồi đó. Khổ qua của mình thì nó vẫn còn tiếp tục ra quả quý vị, nhưng mà bầu thì nó yếu. Khổ qua mình cũng để ý là nó cũng chậm lớn hơn, tại nhiệt độ bắt đầu xuống rồi đó quý vị, nó lạnh rồi. Đó, nhưng mà lá thì nó không có bị héo như là bầu. Chia sẻ với quý vị về cái cây cối của mình ở trong vườn, mới là cái cuối tháng 8 thôi đó quý vị, mà nó đã dậy rồi đó. Thành ra mấy cái quả khổ qua này chắc lát một hồi nữa mình cũng cắt. Mình có một cái lô những cây vạn thọ lửa nè quý vị, mình trồng ở cái góc này và nó cũng đang ra hoa rất là đẹp. Mùa này thì nó là rất là tốt cho cái việc di dời cây cũng như là trồng lại đó quý vị. Thành ra hôm mấy hôm nay nó trời nó bắt đầu nó mưa nhiều á, cây đất nó rất là mềm mà nó xốp. Bắt đầu bây giờ là mình những cái cây nào mà mình không thích á, là mình có thể mình di dời nó qua những cái chỗ mà mình thích, tại vì đất nó đang được tưới nước đó, nó ướt. Nên là việc di dời rất là dễ, nên mình sẽ bắt đầu mình di dời cây. Hôm nay mình sẽ làm vườn. Hoa trong vườn của mình thì nó vẫn có lai rai quý vị. Đây là hoa ngũ sắc nè, hoa ngũ sắc của mình cũng nở. Cái chậu này thì nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cứ ra hoa liên tục. Buổi sáng ra vườn chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái cây hoa của mình vào cái khoảng cuối tháng 8 này. Mình bây giờ là mình bắt tay vào việc thôi. Có một cái khu vườn mà muốn cho nó đẹp và nó ra hoa ra quả cũng nhiều chuyện để làm lắm quý vị. Nên là thường là cuối tuần đó, là mình dùng rất là nhiều thời giờ cho cái khu vườn của mình. Đó là một cái niềm vui, một cái giải trí, và cũng đồng thời cũng rất là tốt cho sức khỏe. Đó, vậy thôi mình chia sẻ với quý vị thì mình dừng ở đây ha. Mình sẽ là đeo găng tay vô là bắt đầu làm vườn quý vị. Hưởng cái thú cuối tuần của mình. Mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn quý vị đã xem cái video của mình. Và chúc quý vị một cái cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở vào cái video ngắn kỳ tới. Xin chào.